Mến chào các bạn học sinh, cô tên Trần Thị Anh Thư, cô đến từ trường Tiểu học Chánh Nghĩa, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Hôm nay cô cùng các con đến với tiết học môn toán lớp 5 nhé. Để vào tiết học, các con cần lưu ý chuẩn bị sách giáo khoa toán, vở ô ly, bút. Mình ngồi học ở nơi có đủ ánh sáng, tập trung nghe giảng. Giữ khoảng cách với màn hình máy tính hoặc là điện thoại nhé. Chúng mình sẵn sàng cùng cô khởi động tiết học nha. Cùng đến với bông hoa đầu tiên. Kết quả của phép tính 23,4 cộng 15,02 là đáp án A 38,24, đáp án B 384,2, đáp án C 38,42, đáp án D 3,842. Cô mời các con. Mình cùng xem chú ông lựa chọn bông hoa nào nha. Cô mời ông nào. Là đáp án C, 23,4 cộng 15,02 bằng 38,42. Cô chúc mừng các bạn có cùng đáp án với chú ông nâu nha. Đến với bông hoa thứ hai, kết quả của phép tính 3,5 cộng 12,4 cộng 9,6 là đáp án A 24,5, đáp án B 25,5, đáp án C 25,7, đáp án D 24,7. Cô mời các con. Để biết được kết quả của các con có đúng hay không thì mình nhờ chú ông mở các đáp án nha. Cô mời ông nào. Đáp án B đó các con, 3,5 cộng 12,4 cộng 9,6 bằng 25,5. Cô có lời khen các bạn đã thực hiện tốt ở phép tính này nha. Chúng mình cùng nhanh chân đến với bông hoa cuối cùng. Một hình chữ nhật có chiều rộng là 13,8m, chiều dài hơn chiều rộng 2,5m. Vậy chiều dài của hình chữ nhật là? Đáp án A, 26,3m. Đáp án B 25,2m, đáp án C 16,3m, đáp án D 15,2m. Cô mời các con cùng thực hiện. Mình đã có câu trả lời chưa nè? Để xem chú ông bay đến với bông hoa nào nha. Là đáp án C. Chiều dài của hình chữ nhật là 16,3m. Thật đáng khen, các con rất là xuất sắc, vượt qua 3 câu hỏi một cách rất là nhanh chóng. Các con ơi, đối với số thập phân, không chỉ có riêng phép tính cộng, mà nó còn thực hiện được đối với phép trừ, phép tính nhân và phép tính chia. Vậy để trừ hai số thập phân thì ta phải làm như thế nào? Cô mời các con cùng đến với tiết toán trừ hai số thập phân, sách giáo khoa trang 53. Cô có ví dụ 1. Đường gấp khúc ABC dài 4,29m, trong đó đoạn thẳng AB dài 1,84m, hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét? Theo con, bài toán cho ta biết điều gì? À đúng rồi, đó là đường gấp khúc ABC dài 4,29m và đoạn thẳng AB dài 1,84m. Vậy bài toán hỏi con điều gì? Là hỏi về đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét. Theo như kiến thức mà các con được học ở các lớp dưới, thì muốn tìm được đoạn thẳng BC
ta sẽ thực hiện phép tính trừ. Và ta có phép tính 4,29 trừ 1,84. Để tìm ra được kết quả, thì cô chuyển đổi từ đơn vị mét đưa về đơn vị cm. Cô có 4,29m bằng 429cm và 1,84m bằng 184cm. Giờ thì cô đặt tính trừ hai số tự nhiên. Cô viết 429 trừ 184. Thực hiện trừ từ phải sang trái, cô được 245cm. Sau đó cô lại chuyển đổi từ đơn vị cm đưa về đơn vị mét, thì cô sẽ được 245cm bằng 2,45m. Vậy 4,29 trừ 1,84 bằng 2,45m. Để thao tác được nhanh gọn hơn, thông thường ta đặt tính rồi làm như sau. Các con cùng theo dõi cách cô đặt tính và thực hiện tính nha. Cô viết số bị trừ 4,29, rồi viết số trừ 1,84, sao cho các hang thẳng cột với nhau. Rồi tiếp theo ta viết dấu trừ và kẻ ngang dưới số trừ. Chúng mình cùng thực hiện phép trừ như là trừ các số tự nhiên nha. 9 trừ 4 bằng 5, viết 5. 2 không trừ được 8, cô lấy 12 trừ 8 bằng 4, viết 4. 1 thêm 1 bằng 2, 4 trừ 2 bằng 2. Sau đó cô viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ. Thế là cô đã hoàn thành xong phép trừ hai số thập phân rồi đó các con. Thế còn phép trừ ở những dạng khác của số thập phân thì ta thực hiện như thế nào? Cô mời các con cùng đến với ví dụ 2. 45,8 trừ 19,26. Để có được kết quả thì cũng phải thực hiện đặt tính và tính, có đúng không nè? Các con cùng cô đặt tính nha. Khi đặt tính thì mình lưu ý viết số thẳng cột. Con có nhận xét gì về phần thập phân của cả hai số? À đúng rồi, phần thập phân của số bị trừ có một chữ số, còn phần thập phân của số trừ thì có hai chữ số. Để thực hiện trừ, con cùng nhớ lại một tính chất của số thập phân là ta có thể viết thêm hoặc bớt chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân. Ta coi 45,8 là 45,80 rồi trừ như trừ các số tự nhiên. Con dùng bút chì viết thêm một chữ số 0 ở phần thập phân của số bị trừ, rồi ta thực hiện trừ từ phải sang trái. 0 không trừ được 6, cô lấy 10 trừ 6 bằng 4, viết 4. Trả 1, 2 thêm 1 bằng 3, 8 trừ 3 bằng 5, viết 5. 5 không trừ được 9, cô lấy 15 trừ 9 bằng 6, viết 6. Trả 1, 1 thêm 1 bằng 2, 4 trừ 2 bằng 2. Sau đó, cô viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ. Ở những dạng toán như thế này, các con cần lưu ý. Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp, chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên. Các con nhớ nhé! Qua hai ví dụ trên, các con đã nắm được cách trừ hai số thập phân rồi đúng không nào? Vậy theo các con, muốn trừ hai số thập phân, ta làm như thế nào? Muốn trừ hai số thập phân thì ta làm như sau. Bước thứ nhất là viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau. Bước thứ hai, trừ như trừ các số tự nhiên. Và bước thứ ba, viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
Cô mời con cùng nhắc lại ghi nhớ nào. Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân, ta làm như sau. Viết số trừ dưới số bị trừ, sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau. Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên. Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ. Các con cùng ghi nhớ cách trừ hai số thập phân nhé. Để các con được khắc sâu kiến thức và nắm chắc hơn về cách trừ hai số thập phân, thì cô trò mình cùng đến với phần luyện tập. Bài tập 1. Tính 68,4 trừ 25,7 và 46,8 trừ 9,34. Ở bài này, các con chỉ thực hiện tính từ phải sang trái, viết các số và dấu phẩy sao cho thẳng cột nhé. Con cùng bấm dừng màn hình và thực hiện tính vào trong sách giáo khoa luôn nào. Các con đã có kết quả chưa? Mình cùng cô sửa bài nha. Ở phép tính đầu tiên, cô thực hiện như sau. 4 không trừ được 7, cô lấy 14 trừ 7 bằng 7, viết 7. Trả 1, 5 thêm 1 bằng 6, 8 trừ 6 bằng 2, viết 2. 6 trừ 2 bằng 4, viết 4. Sau đó cô đặt dấu phẩy thẳng cột với dấu phẩy của số bị trừ và số trừ. Cô có 68,4 trừ 25,7 bằng 42,7. Tương tự như vậy, ở phép tính thứ hai, cô viết thêm một chữ số 0 ở phần thập phân của số bị trừ để cho số chữ số ở phần thập phân cân bằng với nhau, rồi sau đó cô sẽ thực hiện tính trừ. 46,8 trừ 9,34, cô được 37,46. Các con có ra kết quả giống cô không? À, cô có lời khen cho các bạn đã hoàn thành tốt cả hai phép tính trên nha. Chúng mình cùng đến với bài tập 2, đặt tính rồi tính. 72,1 trừ 30,4 và 5,12 trừ 0,68. Các con ơi, bài tập này yêu cầu chúng ta làm gì? À đúng rồi, yêu cầu chúng ta đặt tính và tính. Vậy khi đặt tính, con cần lưu ý viết số thẳng cột nha và thực hiện tính từ phải sang trái. Cô mời các con cùng thực hiện bài tập nè. Mình cùng theo dõi lên màn hình xem cách cô trình bày và đối chiếu kết quả với cô nhé. Ở phép tính đầu tiên, cô viết số 72,1 và 30,4 thẳng cột với nhau, sau đó viết dấu trừ và kẻ ngang dưới số bị trừ. Cô thực hiện tính trừ từ phải sang trái thì cô thu được kết quả là 41,7. Vậy 72,1 trừ 30,4 bằng 41,7. Tương tự với phép tính thứ hai, cô có 5,12 trừ 0,68 bằng 4,44. Các con có ra kết quả giống cô không? Cô tin ra ở bài này các con cũng thực hiện tốt, có đúng không nè? Chúc mừng các con nha! Các con ơi, trong toán học không chỉ có những bài toán đơn giản là đặt tính rồi tính, mà nó còn nhiều dạng toán khác nhau. Vậy mình cùng sang bài tập 3 để trải nghiệm dạng toán có lời văn nha. Bài 3. Một thùng đựng 28,75 kg đường. Người ta lấy từ thùng đó ra 10,5 kg đường, sau đó lại lấy ra 8 kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu kg đường? Theo con, bài toán cho ta biết những dữ kiện nào? À, đó là một thùng đựng 28,75 kg đường. Lần thứ nhất lấy ra 10,5 kg, lần thứ hai lấy ra 8 kg. Vậy bài toán yêu cầu con làm gì? Đó là yêu cầu con tính số kg đường còn lại trong thùng. Các con cùng theo dõi cách cô tóm tắt bài toán theo sơ đồ nhé. Cô có 28,75 kg đường.
sau đó lấy ra lần thứ nhất là 10,5 kg, và cô lại lấy ra lần thứ hai là 8 kg, và hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu kg đường. Để thực hiện được bài này, thì đầu tiên con cần tìm số đường còn lại sau lần lấy thứ nhất, rồi mới tìm được số đường còn lại trong thùng. Hoặc là cách thứ hai, con sẽ tìm số đường lấy cả hai lần lấy ra, rồi mình sẽ tìm được số đường còn lại trong thùng nhé. Cô mời các con cùng bấm dừng màn hình và thực hiện bài tập. Cố gắng trình bày cho rõ ràng, sạch đẹp nha. Các con cùng theo dõi cách cô trình bày bài giải nha. Số kg đường còn lại sau khi lấy lần thứ nhất là 28,75 trừ 10,5 bằng 18,25 kg. Số kg đường còn lại trong thùng là 18,25 trừ 8 bằng 10,25 kg. Đáp số 10,25 kg. Và ở bài này, cô có thể làm gọn lại, đưa thành một lời giải như sau. Số kg đường còn lại trong thùng là 28,75 trừ 10,5 trừ 8 bằng 10,25 kg. Đáp số 10,25 kg. Đây là cách giải thứ nhất cho bài toán này. Như lúc đầu cô có nói, một bài toán có nhiều cách giải đúng không nè? Vậy bây giờ các con cùng theo dõi cô trình bày cách giải thứ hai nha. Số kg đường lấy ra tất cả là 10,5 cộng 8 bằng 18,5 kg. Số kg đường còn lại trong thùng là 28,75 trừ 18,5 bằng 10,25 kg. Đáp số 10,25 kg. Và cũng tương tự, ở hai phép tính này, cô có thể gộp lại thành một phép tính như sau. Số kg đường còn lại trong thùng là 28,75 trừ cho tổng của 10,5 cộng 8 bằng 10,25 kg. Đáp số 10,25 kg. Đó là cách giải thứ hai của bài toán này đó. Cô tin chắc là ở bài tập thứ 3 này, các con cũng hoàn thành tốt, có đúng không nè? Cô có lời tuyên dương các bạn nha. Qua các bài tập thì chúng mình đã nắm vững hơn về cách cộng và trừ hai số thập phân rồi, có đúng không nè? Vậy bây giờ cô mời các con cùng tham gia một trò chơi nhỏ có tên là Bảo vệ môi trường. Các con quan sát trên màn hình thì mình cũng thấy được hai bạn nhỏ đang rất là tích cực dọn vệ sinh, có đúng không nào? Vậy bây giờ chúng ta cùng chung tay giúp cho hai bạn ấy hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé. Cứ một câu trả lời tốt của các con thì sẽ gom được hai mảnh rác cho vào trong thùng rác. Mình đến với câu hỏi đầu tiên. Kết quả của phép tính sau là 52,8 trừ 12,4 bằng... Cô mời các con nào. Giờ thì mình cùng đối chiếu với kết quả của cô nhé. Sau khi thực hiện đặt tính và tính thì cô sẽ thu được kết quả là 52,8 trừ 12,4 bằng 40,4. Vậy là các con đã hoàn thành tốt câu hỏi thứ nhất và đã gom được hai mảnh rác bỏ vào thùng rác rồi, có đúng không nè? Bây giờ các con cùng cố gắng hoàn thành tốt câu hỏi thứ hai để giúp cho con đường của chúng ta sạch sẽ, không còn rác bẩn nữa nha. Câu hỏi thứ hai. Kết quả của phép tính sau là 34 cộng 25,7. Cô mời các con cùng thực hiện nào. Giờ thì mình cùng xem đáp án của cô nhé. Khi thực hiện đặt tính và tính, cô sẽ có được 34 cộng 25,7 bằng 59,7. Cô tính là ở câu hỏi này, các con cũng thực hiện rất là tốt và ra kết quả đúng, có phải vậy không? Sau hai câu hỏi thì con đã dọn hết các túi rác cho vào thùng rồi và con đường trở nên sạch đẹp nè. Cô có lời khen các con đã tích cực trong giờ học, hoàn thành tốt các bài tập. Sau tiết học, ở nhà các con xem lại nội dung bài học hôm nay, chuẩn bị bài cho tiết tiếp theo. Tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Chúc các con luôn chăm ngoan và học tốt nha.
Cô chào tạm biệt các con.